từng là những huyện nghèo nhất cả nước, tới nay sau 12 năm, từ năm 2009 đến năm 2021, đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai nghị quyết số 30A/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, bộ mặt nông thôn ở ba huyện vùng cao Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ của tỉnh Lai Châu đã có nhiều khởi sắc. Với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2009-2021, EVN đã hỗ trợ hiệu quả để các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương. Cuộc sống ấm no đang hiện hữu tại những vùng cao xa xôi của Tổ quốc là minh chứng rõ nét cho hiệu quả trong việc thực hiện nghị quyết 30A tại Lai Châu. Công tác đưa điện về các xã nghèo, xã vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn được xác định rõ không mang lại hiệu quả về mặt kinh tế cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhưng những năm qua, EVN luôn nâng cao trách nhiệm, đặt mục tiêu an sinh xã hội lên trên lợi ích doanh nghiệp, nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Thực hiện nghị quyết 30A của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, công nhân ngành điện đã vượt mọi thách thức, đưa ánh điện về thắp sáng khắp các bản làng vùng cao, thay đổi toàn diện bộ mặt các vùng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Ở huyện Tân Uyên, từ khi có điện lưới quốc gia, người dân cũng mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, giúp nâng cao thu nhập. Theo ông Nguyễn Xuân Khá, chủ một cơ sở sản xuất chè ở thị trấn Tân Uyên, cây chè chỉ thực sự phát triển ở vùng đất này khoảng 10 năm trở lại đây, cho dù có từ rất sớm. Chè ở đây được ví như vàng xanh, và ngành điện đã góp phần quan trọng để khơi dậy nguồn vàng xanh này. Điện là đưa lên với bà con là nó còn đang khó khăn. Thế sau từ ngày mà đường xá giao thông thuận tiện, rồi điện được 30A, cái dự án 30A phủ kín điện ấy, thì nói chung là cuộc sống của bà con trên đây có nhiều cái thay đổi, vì có điện thì họ sẽ làm được ra nhiều cái tất cả. Thì thực tế là trước kia mà chưa có điện ấy, thì ví dụ cái nhà máy này chúng tôi chỉ làm thủ công thôi, thì nói chung là dùng máy lổ thì cái chi phí nó không có lãi. Thế sau khi mà có điện thì thấy làm thu nhập thế nó có phát triển hơn. Nói chung càng ngày càng cứ như thế thì mình càng ham đầu tư lên. Quy mô sản xuất mở rộng hơn, nhưng gia đình chỉ cần thuê 2 nhân công thay vì 10 nhân công như trước đây. Hiện mỗi ngày cơ sở này chế biến từ 20 đến 25 tấn chè tươi. Các sản phẩm vàng xanh của mảnh đất Tân Uyên đã có mặt tại nhiều quốc gia vùng lãnh thổ, châu Âu, Pakistan, Đài Loan, mang lại nguồn lợi cho gia đình ông Nguyễn Xuân Khá mỗi năm hơn 1 tỷ đồng, cao gấp 3 đến 4 lần trước đây. Dòng điện về đã làm thay đổi cuộc sống của người dân, giúp bà con thay đổi tư duy sản xuất, đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế, góp phần thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn, đời sống tinh thần, vật chất của người dân được nâng lên rõ rệt. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chương trình 30A, gia đình được hỗ trợ máy cày làm đất, phục vụ sản xuất nông nghiệp, thì từ đó gia đình cũng tiết kiệm được nhân công, kinh tế gia đình cũng được nâng lên, nhờ vậy mà thoát nghèo. Còn tại huyện Phong Thổ, với địa hình hiểm trở, chia cắt, việc đầu tư đưa tỷ lệ số hộ gia đình có điện lưới quốc gia từ 54% vào năm 2009 lên 99,6% vào năm 2021 là trách nhiệm và nỗ lực rất lớn của ngành điện. Từ khi có điện, người dân có điều kiện được tiếp xúc nhiều hơn với các phương tiện truyền thông nghe nhìn, hỗ trợ nhiều cho địa phương trong công tác tuyên truyền, tổ chức sản xuất cũng có sự thay đổi, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 8,7% một năm giai đoạn 2009-2015, giảm 5% một năm giai đoạn 2015-2021. Chương trình 30A đã giúp cho Phong Thổ nói chung và các cái huyện nghèo, các xã của huyện Phong Thổ có những cái điều kiện để thay đổi về cái tổ chức sản xuất, thế rồi thì là những cái nguồn lực để hỗ trợ bà con nông dân trong cái phát triển kinh tế xã hội, cũng như là thay đổi cái đời sống, cũng như là các cái phát huy được các cái giá trị văn hóa truyền thống của người dân nơi vùng sâu vùng xa.
các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của ngành điện trong từng giai đoạn đều bám sát nhu cầu thực tế của địa phương, bảo đảm việc hỗ trợ đúng mục tiêu, đối tượng. Mỗi hoạt động đều có ý nghĩa và mang lại những hiệu quả riêng trong công cuộc hỗ trợ các hộ gia đình, địa phương xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Một trong những thành tựu nổi bật nhất đó là việc phát triển lưới điện nông thôn. Tỉnh Lai Châu là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc Việt Nam, địa hình đồi núi và chia cắt, rồi giao thông đi lại khó khăn. Tình hình thời tiết khắc nghiệt, để mưa lũ kéo dài, gây sạt lở, khó khăn trong công tác là vận chuyển, rồi là vật chuyển, vật tư, thiết bị, rồi thậm chí quá trình tổ chức thi công. Khi thi công các hệ thống đường dây, công trình điện cho các cái thôn bản chưa có điện, mà khi mở đường để vận chuyển vật tư, hay là kéo dây qua các cái khu rừng sản xuất, hay là các cái rừng cao su, thì cũng gặp nhiều khó khăn và cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Vượt qua mọi khó khăn, ngành điện đã góp phần đưa Lai Châu từ tỉnh có tỷ lệ hộ dân có điện thấp nhất cả nước, trở thành tỉnh có 100% số xã có điện lưới quốc gia vào năm 2015, 97,7% số hộ dân có điện vào cuối năm 2021. Riêng ba huyện Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ, tỷ lệ hộ dân có điện lưới quốc gia đến năm 2021 đã đạt gần 99,7%, cao hơn tỷ lệ hộ dân có điện lưới toàn tỉnh. Việc cấp điện tới các xã, thôn bản, hộ dân, khu vực nông thôn có ý nghĩa xã hội rất to lớn. Các công trình lưới điện đưa vào vận hành đã phát huy được hiệu quả, được nhân dân đánh giá cao. Điện về tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp. Người dân có thể yên tâm đầu tư máy móc chế biến, phát triển sản xuất theo hướng phi nông nghiệp. Trong suốt thời gian qua, những lớp học mới khang trang dần hoàn thành. Giai đoạn 2009-2021, EVN đã hỗ trợ ba huyện Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên xây dựng 56 nhà bán trú dân nuôi với tổng kinh phí 28,6 tỷ đồng. Tập đoàn cũng hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, nhà mẫu giáo cho 24 điểm trường với tổng giá trị là 21,1 tỷ đồng. Xây dựng 4 trường dân tộc nội trú và bán trú với tổng kinh phí 40,5 tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ của EVN đã giúp cho khoảng 9.000 học sinh mỗi năm được sử dụng điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn, nâng cao chất lượng giáo dục cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa. Tôi về đây công tác từ năm 2017. Đối với các học sinh bán trú tại nhà trường, nơi ăn trốn nghỉ là rất khó khăn. Chúng tôi phải lấy 2 phòng học nhà cấp 4 đưa để cho các cháu vào là ngủ nghỉ ở trong phòng. Còn lại các phòng học thì chúng tôi sẽ bố trí mượn phòng học của nhà dân để học tạm. Từ khi có chương trình chính phủ của 30A đầu tư cho chúng tôi được 5 phòng ngủ cho các cháu học sinh bán trú. Từ khi có chương trình, các cháu về ăn ngủ nghỉ rất là đảm bảo và đảm bảo đặc biệt là chỗ nghỉ cho các cháu rất sạch sẽ và khang trang, cho các cháu đảm bảo cái sức khỏe và các cháu đi lại học hành. Khi em đi học thì bố em thường đưa đón ăn thường xuyên, rất là bất công sức của bố xây dựng dãy nhà cho các bạn bán trú. Em rất là vui khi không mất sức mất công của bố đưa đón em đi lại. Khi được nhà tài trợ xây dựng cho phòng ở rộng rãi và thoáng mát sạch sẽ nữa. Đó. Trước kia bọn em phải ở phòng ở chật chội và rất là nóng bức. Có điện, con em đồng bào các dân tộc có đủ ánh sáng và các điều kiện khác để học tập, góp phần xây dựng củng cố mạng lưới y tế cơ sở, mở rộng các dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tốt hơn. Sự đồng hành hơn 10 năm qua của EVN đã góp phần cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, vùng đặc biệt khó khăn, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Những kết quả trong giai đoạn vừa rồi là một trong những cái tiền đề, động lực quan trọng để tỉnh Lai Châu thực hiện những khát vọng của mình cũng như là hướng đến tương lai hiện thực hóa các cái mục tiêu. Từ vùng đất nghèo nàn, lạc hậu bậc nhất của tỉnh Lai Châu, ba huyện Tân Uyên, Than Uyên và Phong Thổ đã vươn lên trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội. Người dân không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước mà tự vươn lên tìm hướng thoát nghèo.
Năm 2018, Tân Uyên, Than Uyên đã hoàn thành mục tiêu và ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước. Năm 2020, Tân Uyên đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Ngoài sự phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, sự hỗ trợ của EVN khi triển khai thực hiện nghị quyết 30A đã góp sức mang lại cuộc sống no ấm, đủ đầy tới đồng bào vùng sâu, vùng xa. Nigeria là nền kinh tế lớn nhất ở châu Phi cận Sahara, nhưng những hạn chế trong lĩnh vực điện năng đã kìm hãm tăng trưởng. Nigeria được ưu đãi với nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt, thủy điện và năng lượng mặt trời lớn, và nước này có tiềm năng tạo ra 12.522 MW điện từ các nhà máy hiện có. Tuy nhiên, trong hầu hết các ngày, thực tế chỉ có thể sản xuất ra khoảng 4.000 MW, không đủ cho một quốc gia hơn 195 triệu dân. Tại Nigeria, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đang hỗ trợ dự án điện khí hóa nông thôn tại Nigeria của Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Điện khí hóa nông thôn để cung cấp khả năng tiếp cận điện năng cho các cộng đồng không có lưới điện thông qua các nguồn điện tái tạo. Vào năm 2019, công ty PowerGen đã vận hành lưới điện mini đầu tiên trong khuôn khổ dự án điện khí hóa Nigeria tại cộng đồng Rokota. Lưới điện mini hỗn hợp năng lượng mặt trời 64 kW và pin dự trữ 60 kWh đang cung cấp năng lượng cho phòng khám sức khỏe Rokota LOM, nơi hiện có thể chạy tủ lạnh để lưu trữ vật tư y tế và cung cấp ánh sáng để điều trị cho bệnh nhân. Lưới điện mini có mạng lưới phân phối dài 10 km và cũng đang cung cấp điện cho các doanh nghiệp địa phương và hơn 400 hộ gia đình. Năng lượng, một từ duy nhất nhưng rất mạnh mẽ. Năng lượng mang lại sự phát triển, năng lượng khiến cho các doanh nghiệp có cơ hội. Không thể tính toán được chi phí của việc không có điện. Ở Nigeria, có 30.000 cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bạn muốn có đèn để thực hiện các ca phẫu thuật cứu người nguy kịch. Trước năm 2019, thì trung tâm y tế trong cộng đồng nông dân ở Rokota này chạy bằng máy phát điện và chi phí duy trì rất cao, do đó mà trung tâm y tế không thể có điện 24/7 để điều trị. Chúng tôi sử dụng đèn nháy để chăm sóc bệnh nhân trong đêm. Vì vậy, nhiều ca sảy thai đã xảy ra trong điều kiện thiếu ánh sáng. Và ngoài ra, để chúng tôi có được vaccine ngừa định kỳ, chúng tôi phải đi xuống trụ sở cách 15 km để có được. Trường tôi ở xa nhà lắm và tôi phải đi bộ về. Sau khi học xong về đến nhà, tôi cảm thấy rất là mệt mỏi, nhưng vẫn phải làm bài tập về nhà dưới những ngọn nến. Ở đây chúng tôi đã lắp đặt những tấm pin mặt trời với công suất 63,4 kWh và hệ thống pin lưu trữ. Đây là những nỗ lực hoặc biện pháp để đảm bảo cung cấp điện liên tục trong trường hợp không có ánh sáng mặt trời hoặc có thể mưa trong một số ngày. Điều thú vị của dự án này không phải là chỉ ở các trung tâm y tế mà toàn bộ ngôi làng sẽ được hưởng lợi từ dự án này. Các doanh nghiệp, tất cả làng và người dân, đó chính là điều mà chúng tôi thực sự hào hứng, không chỉ ở lĩnh vực y tế. Nigeria là một trong những quốc gia có tỷ lệ phát điện dòng trên đầu người thấp nhất trên thế giới, với tỷ lệ điện khí hóa quốc gia ước tính 55% và tỷ lệ điện khí hóa nông thôn chỉ là 39%. Để đạt được khả năng tiếp cận điện năng phổ cập vào năm 2030, Nigeria sẽ cần kết nối từ 500.000 cho đến 800.000 hộ gia đình mỗi năm, đặc biệt tập trung vào các khu vực nông thôn. Vì mục tiêu này, Cơ quan Điện khí hóa nông thôn Nigeria REA được thành lập theo đạo luật cải cách ngành điện vào năm 2006. Cơ quan này tồn tại để tạo điều kiện cung cấp nguồn điện giá cả phải chăng cho các hoạt động dân cư, thương mại, công nghiệp và xã hội ở nông thôn và vùng ven các khu vực đô thị của đất nước, với các sáng kiến như dự án điện khí hóa Nigeria NEP được khởi động gần đây. NEP sẽ thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng điện ở Nigeria bằng cách đẩy nhanh các lĩnh vực mini và không nối lưới ở các vùng nông thôn, nơi tiếp cận năng lượng là một thách thức.